bốn bạn mà có bốn bạn siêu hơn cho mọi người. Thở mạnh, em run quá, con run quá, con tim thai hết rồi không? Nhìn có biết là con ở bên trong khỏe mạnh hay không? Đạp biết gì không? Đấy, các bạn vừa đạp đấy. Ừ. Thì mặt như luôn. Nào, thở mạnh thế. Em sợ. Lần đầu là mẹ em sợ. Nhà chị cho uống canxi rồi đúng không? Ừ. Cứ cho uống những cái giai đoạn nó đẻ xong rồi một thời gian đầu cũng cho uống. Ừ. Tốt nhất là cho uống đến lúc mà tách sữa cho con luôn. Có một số canxi đầy đủ. Cái trường hợp là bị thiếu canxi trong lúc mà cho con bú thì nó sẽ rất là nguy hiểm cho con. Mẹ cứ cho uống đều đặn như thế. Vâng. Nhà em Milu 2 tuổi, lần đầu tiên là mẹ. Nhà. 2 tuổi rồi. Em hơi bị run ấy, nhưng nằm lên em sợ và em khóc. Đẻ là rất tốt rồi, để sợ đẻ sớm quá thì sẽ không tốt. Ôi, 2 tuổi rồi. 2 tuổi là tuổi sinh nở rồi. Bắt đầu từ 5 rưỡi rồi là đẻ là đẹp nhất. Ừ. Kính em ạ. Không đeo kính nữa không? Chị về lau bằng nước ấm lại giúp em nhé. Lúc nào có gần đẻ thì mình sẽ cạo mất lông. Ừ. Ôi, Milu, Milu, Milu. Thế xong rồi. Làm mẹ rồi đấy. Làm mẹ rồi đấy. Chính thức là em mẹ. Hạn chế cho bé chay nhảy nhé. Hạn chế cho bé chay nhảy. Chay nhảy. Thế là không có cả, nó không được đi mà đi chơi đi. Không, những ngày đầu thôi, tầm này cũng không bị chảy thai đâu, đỡ rồi. Thế nhưng mà vẫn kêu. Nhu ơi, bé hết sợ rồi đấy. Bé nhẹ nhàng, không làm gì em bé của mình nên là hết sợ. Bao giờ đẻ thì có để cho nó đẻ tự nhiên ở nhà hay là bé ra đây? Mình sẽ theo dõi trưởng. Chỉ theo dõi trong quá trình đẻ của nó ấy. Ví dụ như nó mà gần đẻ lâu quá này thì chị bắt buộc phải đem ra phòng khám chứ để xem là tình trạng nó có đẻ hay không, không lại bắt buộc mình phải can thiệp bằng cách mổ. Ờ. Ừ. Có nghĩa là người lưu giữ cả chứ này. Nếu mà nó dặn đẻ lâu quá không đẻ thì phải mang ra đúng không? Tốt nhất là vẫn đẻ tự nhiên, đúng như người thôi, đẻ tự nhiên thì tốt nhất, nhưng mà nếu mà bé gặp tình trạng khó đẻ thì bắt buộc chị phải đem ra phòng khám. Ừ. Không ảnh hưởng đến cả mẹ cả con luôn. Ừ. Ok, thế là xong rồi. Cảm ơn chú đi con. Cảm ơn chú chưa? Lu cảm ơn chú đi. Lu cảm ơn chú chưa? Lu ơi. Có bốn em bé trong bụng rồi nè. Ít nhất là vậy. Ừ. Đấy, người ta soi nó ít nhất rồi. Thôi đi nha. Thôi đi nha. Đi nha. Bye bye chú nha. Để cô chú còn vừa gửi cái hồ sơ của con. Chờ một lát nữa. Còn con lời cha nó cái hồ sơ.
Ôi, sau này nhà có 6 con chó. Con còn lại nó ở trên tầng. Ờ, con ấy lên spa, spa lên tầng 2. Lên tầng 2 spa massage, tạo lông. Tỉa. Triệt lông. Về hàn chị tắm chị nhé. Ừ. Tắm thì không sao nhưng mà lúc mình sấy nó stress. À. Nó sấy chó, nó đang mang thai thì không nên bị để bị stress. À. Nên sáng nay mới tắm rồi chị. Với hạn chế bây giờ đến lúc đẻ. Hạn chế tắm thôi. Ông ngày tắm lắm, mấy ngày, hai ngày tắm lần. Ừ, ngoài 45 ngày thì có thể tắm được luôn. Ok, ok. Ừ. Tôi có thể nói với ông. Cảm ơn ạ. Nhà sau này có 6 chó. Một con, hai con, bố con nhà. Nô ơi! Nô ơi! Đi đói bụng chưa? Cho Nô ăn nha. Mình nhà không kiểm cho anh. Đang xem lại phim này. Rồi gửi in cái tài liệu của Nô ra. Quá trình theo dõi. Em về em uống thêm thuốc bà bầu và em uống sữa bà bầu và bổ sung canxi à. À, khỏe nha. Bảo với ông là bên có 4 em. Máy in bị tắc à? Không có thì tí nữa chị qua chị đón em kia spa xong chị lấy đi sao cũng được em ạ. Nhá. Và cảm ơn em nha. Bye bye nha. Bye nha, cháu đi về đây. Bế con đi. Bế em lên con. Không con nghỉ nghiệp chỉ bế để xuống đây thôi. Không, bế em không để cho em vừa vận chuyển nhiều. Đi. Đi nữa qua lấy kết quả. Đi. Đây là một cái kho. Kho của cửa hàng. Chị có thể lấy loại cái túi này về bổ sung cho bạn. Chị có mà. Đây. Những cụ này, vòng cổ này. Chuông cổ này. Váy áo cái thứ cho chó này. Các thể loại luôn dây này. Đây là các loại thức ăn này. Thức ăn của mèo, thức ăn của chó. Đây chuyên về mèo này. Đây là đồ chó này. Đồ sữa rồi các kiểu bổ sung. Đây là bằng cổ. Các đồ chơi. Đồ chơi của chó. Thức ăn, đồ chơi, đủ thứ. Đó. Ừ, lát nữa sẽ quay lại để đón mắt ca kia. Phòng khám thú y pet talk. Thấu hiểu và chia sẻ. Này cả nhà nha.